Trước hết, chính Thục từng là kẻ đứng sau vụ việc tổ chức bắt giữ, đánh đập người trái pháp luật xảy ra tại thôn Trung Hương, xã Yên Khê, huyện Con Cuông năm 2012, khi đang là phó chánh của giáo xứ Quan Lãng, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn. Ngày 1 tháng 7 năm 2012, mặc dù chưa có sự đồng ý của chính quyền cùng sự phản đối của nhân dân địa phương, Nguyễn Đình Thục vẫn kêu gọi khoảng 700 dân từ nơi khác kéo về thôn Trung Hương, xã Yên Khê để hành lễ trái pháp luật. Trong vụ việc này, 43 người dân xã Yên Khê và tổ công tác của huyện và xã đã bị đẩy vào nơi mà các linh mục giáo xứ Quan Lãng gọi là nhà nguyện và bị giam giữ làm con tin, đánh đập trong suốt 12 giờ. Trước sự bất bình phẫn nộ của người dân địa phương, khi đó chính quyền tỉnh Nghệ An đã phải trực tiếp đến trấn an, triển khai phương án bảo vệ người dân địa phương và bà con giáo dân ra về an toàn. Linh mục Thục là làm như thế thì coi như là không nhằm mục đích đảm bảo an ninh trật tự mà lại làm trái về là pháp luật, kích động những giáo dân và những người dân đi theo con đường xấu. Nhà nước thì phải làm thế nào xử lý nghiêm minh đối với là cha Thục, và cha Thục cũng phải là nhìn lại cái trách nhiệm của linh mục là làm như thế nào để cho hòa nhập cộng đồng với toàn dân. Mong muốn của ông Bay cũng là mong muốn của những người dân sống tuân thủ pháp luật, luôn cầu mong một cuộc sống bình yên. Nhưng ở đâu Nguyễn Đình Thục có mặt là ở đó người dân khó có được sự bình yên. Bởi lịch sử của Nguyễn Đình Thục là luôn luôn cùng một số phần tử cực đoan lợi dụng kích động giáo dân vi phạm pháp luật. Trước khi xảy ra vụ việc vào ngày 14 tháng 2 năm 2017, từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 12 năm 2016, Thục đã sang Đài Loan để cùng Nguyễn Văn Hùng, một linh mục người Úc gốc Việt đang sống tại Đài Loan, đại diện một tổ chức phản động ngoại vi của Việt Tân, để bàn bạc và xin các dân biểu Đài Loan can thiệp đến vụ gây ô nhiễm môi trường của Formosa. Mang danh nghĩa đi khởi kiện vì quyền lợi của người dân, nhưng trong đoàn giáo dân đi khởi kiện ngày 14 tháng 2, có rất nhiều đối tượng trong tổ chức phản động Việt Tân như Chu Mạnh Sơn, Nguyễn Thị Phương, Lê Văn Nhàn, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Dũng, Trịnh Tuấn Anh, Bạch Hồng Quyền và đối tượng chống đối cộng cán như Hoàng Đức Bình, Phó Chủ tịch Phong trào Lao động Việt, một tổ chức phản động. Với sự ngoan cố và quyết tâm tạo ra sự kiện ngày 14 tháng 2, Nguyễn Đình Thục cùng đồng bọn là các đối tượng quá khích liên tục cập nhật thông tin vụ việc trên các trang mạng xã hội cực đoan nhằm ghi công, ghi điểm với các tổ chức cá nhân phản động và các thế lực thù địch bên ngoài. Như vậy, âm mưu ý đồ gây mất ổn định chính trị, chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cao nhất là âm mưu lật đổ chế độ cộng sản tại Việt Nam đã rõ, như chính Thục từng cầu nguyện. Chân lý rồi sẽ thắng, sự tâm cát gian tà của cộng sản rồi một ngày nào đó sẽ mất đi. Cho nên chúng ta tin tưởng vào Chúa và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho anh em cũng như là cầu nguyện cho nhau. Chúng ta xin chủ thơ để tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta và cho cái chế độ cộng sản mau mất đi. Cái sự việc bà con trở lại vụ việc vào ngày 14 tháng 2 trên đường đi. Do thời tiết xấu và khi được các lực lượng chức năng tuyên truyền vận động, nhiều người dân đã có ý định quay về. Đặc biệt là sau khi các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến hiện trường giải thích và đồng ý tiếp nhận đơn kiện của bà con. Nhưng Nguyễn Đình Thục đã dùng vai trò linh mục gây sức ép để buộc giáo dân phải tiếp tục đi. Không những thế, Thục và các đối tượng cực đoan đứng sau kích động giáo dân quá khích gây rối, ném đá vào các lực lượng chức năng, phóng viên, gây thiệt hại về người và tài sản, thể hiện hành vi vi phạm pháp luật, coi thường kỷ cương phép nước. Hãy nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, nghiêm túc gương mẫu. Đồng hành đồng các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đó là góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Qua diễn biến các vụ việc, có thể thấy rõ mối quan hệ chặt chẽ trong chỉ đạo kích động gây rối giữa Nguyễn Đình Thục và các đối tượng trong các tổ chức phản động. Và bà con giáo dân được chúng sử dụng như là những công cụ, phương tiện để thực hiện âm mưu gây rối chính trị, tập dượt, khuếch trương thanh thế. Bản chất người dân Việt Nam không kể lương hay giáo đều hiền hòa và lương thiện. Nếu mọi người hiểu rõ âm mưu, ý đồ đen tối của Thục, chắc chắn sẽ không nghe và làm theo sự kích động của y.
Vì vậy, mong mọi người dân tỉnh táo, khách quan trước những luận điệu xúi dục của Nguyễn Đình Thục và đồng bọn, để không mắc phải âm mưu ý đồ gây mất ổn định chính trị, phá vỡ cuộc sống bình yên của nhân dân.